Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà ở Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà phố với diện tích ngang 8x7m nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm ngay sát ngã năm Trùng Chó, kể bên siêu thị Big C, và từ nhà ra sân bay Tân Nhất khoảng tầm 5 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 15 phút thôi nha quý vị. Vị trí rất là gần, kề bên là trường Đại học Công nghiệp 4, chợ Gò Vấp, vị trí tuyệt đẹp, thuận tiện gia đình ở làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và đây thì quý vị sẽ có 2 căn và giá bán chỉ có hơn 6 tỷ một căn thôi nha quý vị. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà và tham quan khu phố trước nhà này. Khu phố trước nhà là một khu phố hẻm 3,5m, hẻm cụt, an ninh. Xe hơi vào tới cửa nha quý vị. Khu này rất là sạch sẽ và an ninh. Khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc đường Nguyễn Oanh, ngay ngã năm Chuồng Chó, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Căn nhà thì bên ngoài mặt tiền thì lớp cổng thì gia chủ được ốp đá hết từ trên xuống dưới, có lớp cửa cuốn bên ngoài, lớp cửa nhôm bên trong. Nhà tặng kèm full nội thất bên trong. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Ở đây thì gia chủ có tặng kèm mình bộ salon cửa đỏ và tủ kệ tivi, cũng như là những bức tường được ốp đá trang trí. Phía trên thì có trần thạch cao, quạt trần và đèn chiếu sáng. Với những căn nhà mà ngang tới 8m, độ sâu tới 7m như thế này rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà ngang tầm 8m cho nó thoáng mát thoải mái thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Ở ngoài khu vực gần cửa thì quý vị thấy, nhìn thấy có tủ giày dép. Và bên trong đây thì quý vị sẽ thấy có phòng bếp này, với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ sồi tự nhiên. Có khu vực bàn thờ ông công ông táo, có mặt bếp trên dưới được làm bằng chất liệu là đá hoa cương màu đen. Có bồn rửa chân bát, giá kệ để chân bát, và khu vực đặt tủ lạnh hai cánh thì được ốp gạch phun lên tới trần. Đây là không gian bếp, một không gian bếp rất là đẹp và cực kỳ sang. Một căn nhà mà vô cùng thoáng luôn nha quý anh chị, ngang tới 8, độ sâu tới 7. Sổ hồng riêng công nhận đủ pháp lý, giấy tờ rõ ràng, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Phía dưới sàn thì được anh chị chủ nhà ốp gạch 80 và dưới cầu thang là phòng vệ sinh thì quý vị sử dụng chung với tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và di chuyển theo cầu thang, quý vị sẽ lên trên lầu để tham quan không gian các phòng ngủ nha. Một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 4 toilet, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, hướng nam, phù hợp cho đại đình mình, thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà ngang 8x7m này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho em Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Không gian phòng ngủ số 1 ở lầu 1 thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ master kết hợp giữa phòng ngủ, phòng làm việc và phòng thay đồ. Ở đây thì gia chủ có tặng mình giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm và chăn ga gối nệm, cũng như là máy lạnh Keppo tặng kèm và phòng vệ sinh trong. Với giá bán gia chủ đang chào bán tương đối nhẹ nhàng, 6 tỷ 900 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Chỉ với 6 tỷ 900 triệu đồng, quý vị sở hữu ngay căn nhà với diện tích ngang 8x7, nằm ngay vị trí trung tâm quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên trường học Đại học Công nghiệp 4, kề bên là chợ Gò Vấp, và thiết kế vô cùng đẹp, nội thất vô cùng cao cấp tặng kèm. Phòng ngủ đầu tiên, quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ với khu vực bàn làm việc riêng này. Chỗ này chúng ta đặt bàn làm việc phải nói là tuyệt vời nha quý vị. Và di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian các phòng ngủ tiếp theo. Và ở đây thì cầu thang ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực 10 ly. Và lên lầu 2 này thì quý vị sẽ đến với không gian của không gian phòng ngủ số 2 và số 3. Ở đây thì hai phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước là hệ thống cửa sổ và cửa ra ban công, có máy lạnh tặng kèm, và phía trên là trần thạch cao. Và hai phòng ngủ số 2 và số 3 này thì quý vị sử dụng chung một phòng vệ sinh. Phòng ngủ tiếp theo với giường ngủ, phía trước là cửa ra ban công và chân ga gối nệm. Chúng ta đang tới với không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà ngang 8x7, nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, ngay ngã năm Chuồng Chó, kề bên siêu thị Big C và sát bên chợ Gò Vấp, cũng như là trường Đại học Công nghiệp 4. Từ nhà qua sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 15 phút đi xe máy.
Vị trí quá đẹp, đắc địa và giá bán tương đối mềm, 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng trực tiếp với chủ. Hẻm trước nhà 3,5m, xe hơi vào tới cửa. Và quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi cho anh Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và trên đây là không gian của phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ số 4 thì gia chủ chưa bỏ nội thất, quý vị mua thì chỉ việc gắn thêm nội thất ở không gian phòng ngủ số 4 này thôi. Và ngoài đây là khu vực không gian phòng giặt đồ, thì quý vị thấy gia chủ có để cái khu vực để máy giặt đây và có vệ sinh đây với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi, phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Và ngoài đây là khu vực sân thượng phơi đồ, quý vị sẽ làm phòng phơi đồ ở đây. Và sân thượng căn nhà mình cũng khá là rộng để chúng ta trồng cây, trồng rau. Và với hướng nhà là hướng nam rất là mát mẻ. Và giá bán chỉ có 6 tỷ 900 triệu đồng, thì quý vị nào quan tâm hãy gọi cho anh Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Căn nhà ngang tới 8m, độ sâu là 7m này nha quý vị. Một căn nhà ngang nằm ngay sát ngã năm Chuồng Chó luôn, kề bên siêu thị Big C và sát bên sân bay Tân Sơn Nhất và chợ Gò Vấp. Vị trí quá đẹp, thuận tiện đi lại, mua bán là văn phòng công ty cho thuê, khu nhà lầu đồng bộ, điện âm an ninh. Và nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.